Hôm nay em cho mọi người coi một cái video là rác cá TT mà nó mà ra ngoài tự nhiên mà không có sự quản lý giám sát của em đi tới đi lui á, thì nó sẽ bị người ta bắt hại. Ôi trời ơi, rồi nó xé nát tả em bé ra luôn rồi. Trời ơi, mẹ ơi. Giờ con định đưa Tion nữa hả? No. Ừ. Không được liếm lên người Tion nha con. Đừng có hung Tion gián tiếp như vậy, Tion ngại lắm. Đừng có vứt tả em bé lung tung nữa, đem đi đốt hay cái gì đi. Trời ơi là trời. Sao mà tốt dữ vậy hả? Tốt. Rác không để đúng nơi quy định, tự nhiên rác cái đem ra chỗ rừng ngay phía sông mà để quăng nhà một nồi luôn vậy. Tốt gì đâu là tốt luôn á. Chị chia ngủ không? Về con ơi. Chị chia con không? Hay ở đây mà đang ở bên Singapore thì sướng nhờ. Mấy con thú cứ tự do đi tới đi lui chả ai làm hại. Bên Singapore người ta thả rác cá lông mượt chạy vòng vòng trong thành phố, không có làm hại tới nó, không ai muốn bắt nó đó. Còn ở đây quá là nguy hiểm. Nó sổng ra, nó chạy tới lui trong tự nhiên rồi. Người ta toàn là canh để bắt nó không à. Rồi ngày nào chỗ nhà em cũng có bán chó đi, bán chó đi. Ngày nào cũng có người ăn thịt chó nên phải chó bán hoài. Với lại những người nuôi chó đang tạo nghiệp cho những người làm hại chó. Bởi vì á, nuôi chó mà không có kiểm soát cái sự sinh sản của nó để nó đẻ ra nhiều quá. Rồi không có xe bắt chó ngoài đường luôn. Bởi vì xe bắt chó thông đồng á, với những người bán thịt chó. Nên bắt được là cứ bán đi, tiền không đó, thịt mà cày mà. Em khuyên mọi người á, nuôi chó đó nên thiến con cái đi. Thiến con chó cái rất là quan trọng, bởi vì nó không có tiết ra cái chất sinh sản nữa. Thì mấy con chó đực nó không có bị kích thích. Còn mấy người cứ thích để cho cái, thiến cho đực thì cũng vậy thôi. Ai bán chó đi. Thúi quá. Nó sẽ xé nát cái mấy cái này ra thành từng miếng nhỏ luôn. Nó xử lý rác thải giùm em như vậy đó. Mấy con thú của em huấn luyện nó, bây giờ nó thành em mà không xử lý đống rác này là nó xử lý. Này nó xé nhuyễn ra. Nó phân hủy rác thải ra đó. Rác thải tả em bé đó. Vài bữa nữa em đi lụm cứt em bé cho mọi người coi. Cứt. Giờ em chưa có rảnh em quay. Quay mấy cái này chưa đủ phim nữa. Thôi đâu quay cảnh bị lụm tả em bé rồi đi đốt. Quay mấy lần rồi cũng không ai ủng hộ. Đốt biết bao nhiêu cái tả em bé rồi mà nó cứ ra hoài. Càng đốt nó càng ra nên thôi cứ để cho nó đầy ngoài môi trường đi. Cho người ta bớt xả. Nhưng mà hình như không luôn á. Cứ xả hoài. Tả em bé, rác thải nhựa, bao bịch ni lông. TT nó đang nghiên cứu về bẫy lú để cách giải cứu cá giúp em. Đây. TT nghiên cứu đó. Nó đang chơi với cái bẫy. Đó. Có cái bẫy cho tụi nó học hỏi. Ở đây thôi cho em à. Em phải ngồi thiền tĩnh tâm. Vô đây em ngồi thiền tĩnh tâm cái. Và em sẽ suy nghĩ tích cực là mọi người đang rất tốt.
tất cả chúng sanh đều đang rất tốt, mọi thứ đều rất ổn, chỉ có em là không ổn. Em phải đi làm như vậy vì lợi ích của mọi người. Chỗ này được à? Đi theo chú bướm đi. Giờ chỗ nào ngồi thiền yên tĩnh coi. Nhiều người nói muốn học cách thiền hả? Tịnh tâm chưa thiền. Có bị trở ngại của công việc, vợ chồng con cái gì đeo bám không? Khó lắm. Thiền kiểu gì chứ nó có nhiều cảnh giới lắm. Thiền sức khỏe 5-10 phút cho vui, ngồi ngừng cái suy nghĩ lại là đủ rồi. Nó có nhiều cảnh giới lắm. Càng nghiên cứu càng khùng điên đó. Tốt nhất là ngồi tĩnh tâm không suy nghĩ gì cho thời gian cho nhanh. Ngồi một tiếng đồng hồ mà chỉ như một phút. Ngồi một tiếng đồng hồ mà chỉ như một giây. Ngồi một tiếng đồng hồ mà chỉ như quên đi chính mình. Như vậy cho nó khỏe. Ngồi một tiếng đồng hồ mà nhịp tim tắt luôn, như con rùa luôn luôn trẻ mãi ở tuổi vị thành niên. Được không quý vị? Thiền định được, làm được. Con rùa nó làm được, mình làm được. Con rùa làm được nên em làm được. Nhưng cuộc sống quá là bộn bề, em không thể nào như con rùa mãi mãi tuổi vị thành niên được. Em phải lo lắng cho chúng sanh. Mặc dù em biết bí quyết của con rùa. Cái gì? Có nguy hiểm hả con? Rồi em vô đây em ngồi thiền thì thằng nhỏ này nó lại bắt đầu nó làm giống như là đó, nó lại nó chuẩn bị nó làm phiền quấy rối em đó. Nó làm như em Phật Di Lặc vậy đó, cho mấy đứa nhỏ nó bu lên người quậy mà vẫn ngồi cười ha ha vậy nha. Em với 7 con chó và 1 con rái cá tận hưởng cuộc sống thần tiên. Mặc dù nơi đây không biết tương lai sẽ như thế nào, chỉ cố gắng hết sức để bảo vệ khu rừng này. Rừng còn thì tiên cá còn, động vật hoang dã còn, tương lai tốt đẹp còn. Rừng ngập mặn biến mất, đại hồng thủy, biến đổi khí hậu hủy diệt nhân loại. Các bạn chọn đi. Tuy ôn lên đường đây.